nên tắm trong bao lâu? Tắm quá nhiều dẫn đến da khô. Tắm thường xuyên rõ ràng là một thói quen lành mạnh. Tắm đủ để giữ cho cơ thể sạch và hạn chế sự sinh trưởng của các loại vi khuẩn gây bệnh trên da. Tuy nhiên, tắm quá nhiều đến mức làm khô da và làm mất đi lớp bảo vệ tự nhiên của da lại không tốt. Da bình thường có một lớp chất nhờn giống như dầu, bảo vệ. Thêm vào đó, có sự cân bằng của hệ thống các vi khuẩn tốt, giúp bảo vệ làn da khỏi bị khô và vi khuẩn có hại. Nếu tắm quá thường xuyên, đặc biệt là với xà phòng có tính kháng khuẩn mạnh và kỳ cọ nhiều có thể làm mất đi lớp này, dẫn đến da khô, kích ứng và ngứa. Điều này có thể gây ra các vết nứt trên da cho phép vi trùng và chất gây dị ứng xâm nhập dẫn đến nhiễm trùng da hoặc phản ứng dị ứng. Ngoài ra, hệ thống miễn dịch của cơ thể cần một số kích thích từ vi trùng sống trên da để sản xuất kháng thể. Nếu loại bỏ chúng quá nhanh, cơ thể sẽ không có cơ hội sản xuất các kháng thể để chống lại. Da chết gây tắc lỗ chân lông. Bạn bè, gia đình và đồng nghiệp có cho chúng ta biết về vấn đề trước tiên rõ ràng nhất, chính là mùi hôi. Nó có thể không tốt cho việc xây dựng mối quan hệ lành mạnh với mọi người ở nhà, trường học và nơi làm việc. Vấn đề về sức khỏe và da có thể phát sinh. Sự tích tụ của dầu dẫn đến sự tích tụ của vi khuẩn gây mụn trứng cá. Mụn bẩn và da chết cũng làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Ngoài ra có thể kể đến các vấn đề về da khác như da đầu, gàu và bùng phát các bệnh da liễu như bệnh chàm. Tần suất tắm. Không thể có câu trả lời phù hợp cho tất cả. Nhìn chung, các chuyên gia khuyên rằng tắm hàng ngày là tốt cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, đối với nhiều người, 2 đến 3 lần một tuần vẫn là đủ, và thậm chí có thể tốt hơn để duy trì sức khỏe tốt. Nó phụ thuộc một phần vào lối sống của từng người. Những người dành hàng giờ dưới nắng nóng để làm việc hoặc hoạt động thể lực nhiều sẽ có nhu cầu tắm thường xuyên hơn những người ở trong nhà mát mẻ. Ngoài ra còn có các yếu tố khác. Nếu bị dị ứng hoặc đặc biệt là da dầu, nên tắm thường xuyên hơn. Mặt khác, những người có một số tình trạng da nhất định nên hạn chế tắm ở mức tối thiểu. Tắm trong 3 đến 5 phút. Nên tắm trong 3 đến 5 phút và tập trung vào các bộ phận quan trọng của cơ thể, nách, bẹn và mặt. Không cần phải kỳ cọ từng tấc da trừ khi phải làm việc trong môi trường bụi bẩn nhiều, như hầm lò, công trường, dầu nhớt, hầu hết mọi người cũng không cần gội đầu hàng ngày. Khoảng 2 đến 3 lần một tuần là nhiều cho hầu hết các loại tóc. Có thể gội nhiều hơn nếu là tóc dầu. Nhiệt độ của nước cũng tạo ra sự khác biệt. Nước nóng có thể cảm thấy dễ chịu khi trời lạnh, nhưng có nhiều khả năng làm khô da và gây ngứa. Cố gắng giữ nhiệt độ nước gần ấm hơn nóng. Tìm những loại xà phòng và chất tẩy rửa có tính kích ứng nhẹ như những loại có nhãn tẩy rửa nhẹ nhàng, dành cho da nhạy cảm, hoặc không gây dị ứng. Hạn chế tác động làm khô da bằng cách dùng khăn vỗ nhẹ để lau khô người thay vì trà sát, sau đó thoa kem dưỡng ẩm không có mùi thơm. Để có hiệu quả tốt nhất, hãy thoa kem dưỡng ẩm trong vòng 3 phút sau khi ra khỏi bồn tắm.